chương trình, kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn cùng theo dõi tiểu phẩm Con không muốn đi nước ngoài do chi đội 8C thực hiện. Đầu quá. Đi trên chung kết giao ni demo vô đi nào. Thì đội viên tiền ái nhá, tá cho ai nhá chơi. Chắc anh nghỉ rồi. Mà đã bảo tin nói được đâu mô con ạ. Ngoài trình độ đẳng cấp thì đang có nhiều tổ may mắn nữa cho nó chủ quan đúng không ạ? Mà giá thì nó cũng may, cho nên đội ta phải đá cẩn thận ạ. Dạ, con không nghỉ được, nhưng mà con tưởng tin là đội ta hoàn thắng ạ. Con gái, mình đi học hành ở trường rắm. Dạ, thì cũng nghỉ được đi chả. Rửa lên rắm. Có nước quên cha mời Edu ăn ngày một đó. Lỡ mà họ kì tập tỏ bị thôi. Dạ thế con mới mang máy mẹ có cậu bướm mà chán rồi mái. Thôi có vô một rồi tí. Nói chiều đi công chuyện với cha. Rồi hai cha con về tới đi coi Edu bảo. Nhưng mà chưa con mặc đi học thiếu toàn ở trường hả cha. Nào mi là cửa học học báo chí cho lắm á. Mi coi cái thằng béo bên nhà này. Học 5 năm về rồi cũng cứ cúi đúc đúc. Chắc có mình được cái chi cũng đeo học như thế là được. Nhưng mà con thích chưa học, sao đi cùng thi học lên đại học nữa nhá. Thôi, chứ nó thêm một phát chín hết. Học 6 lớp 9, tao cho mình nghỉ năm chắc cứng kỳ. Chắc đủ tuổi, tao mang cho kêu sớm mà đi du học. Du học nữa chứ. Mà có học vẫn hướng chứ. Con nó muốn đi nước ngoài không? Con cho mẹ chị sang bên ở về kể. Chuyện về bên nếu mình việc bản sức lao động nhọc lắm mà hở thì là chủ người ta chế nhục vì có nhiều chuyện phức tạp nguy hiểm cũng luôn được đúng không cha. Mình nói thế đó, người ta đi là có pháp luật bảo vệ đàng hoàng chứ có vẻ trong con nít mà nhọc chi mà nhọc nhọc mình có lo có răng chứ ông nó một nhọc một người khổ mà đây có ăn thì chỉ còn nấc mưa với kích chim ấy khổ thì ông lòng anh nó phải đang mà đứng đi anh nước nào có là được. Có chứ thì nhỏ nha, mắt nói chứ hờ tí là nan hẳn. Thôi thôi thôi, dẹp đi. Chá nói rồi, một là một, hai là hai, nói nhiều lên. Mẹ tên, mẹ phải đi với chá cho con rồi. Trá của lông ngay nhỉ đi con, để cha mẹ nói chuyện với anh Tuấn. Anh đi, thế mà thì nên được đi học thì ta phải cho hẳn đi đi. Mà hẳn biết được thì mình cũng mơ. Chứ ai để bắt hẳn mình theo suy nghĩ của mình là được. Tôi hẳn chứ. Ba thì cứ bên, biết cái chí mà nói. Tôi đẻ ra hẳn mà tôi nói hiểu tình hẳn à. Mình như chắc ba biệt thương hắn đi. Ơ, em nói hay hề. Rồi em nghĩ hắn về con tôi à. Tôi ở quên ông chuyên đi chứ lên. Này, cầm, tôi cầm nhá. Đàn ba phụ nữ mà cứ nói cái chuyện đại sứ trong nhà là rắn. Con nọ nghỉ hôm không? Thôi, mi chịu khó cái dăm năm. Kiếm vài ba bậc tỷ về xây cái nhà to như chóng đi. Sáng tìm một con chú. Để cho ông ba về đây cháu. Có trai có gái chân nói. Khi nữ nó tham mươi nói được chi cha con nhà mình hết. Rồi hướng mắt cô Chí Minh nổ hai. Tao tính chân rồi nó sướng à. Tao không có tính chỉ có đúng thôi. Tiếc là tao hết tuổi rồi. Chứ mà đang đi được nữa thì tao mất phút một. Đấy chú ăn cơm chứ hả? À, bác Thinh à. Em chưa bảo ông bảo bốn nạc đa. Được rồi đó, có cá à. Rồi là dân đi ngoài đàm chủ trong đeo thì có lửa nghi trong bụng bố tôi có nhân thành gọi chân chí cây đó nhà của nhiều phương nổi đó con cái dư cha mẹ nó ăn có chừng nghe nó mô bà con hồn chuyên chí chủ nói cho tôi nghe qua đáng mô chuyên mô rưu được bà nhà, cha chẳng nói là không cho cháu học lên đại học là bà rồi gì cháu đáng mô nhà, cháu như thì cứ theo tiếng Anh cũng hơi với cái năng lực của cháu là được nhưng mà bạn đi học lớp của anh thì chỉ loài trung bình cả thôi. Như tôi mà ngay lớp cùng. Tùy lo, sau này mình răng mình sợ mẹ. Còn nhà người ta, mình nói cái chuyện thì vô đại học được.
Với lại, nhưng mà ngồi hồi nhà cho ông chắc đi, rồi nuôi thêm hai đứa ăn học đại học nữa, biến lại cái chích chí mà ăn ạ. À. Báo chỗ đó, cá xa ta tiếp vào rồi, đúng một mình ra nhiều là rửa, mà bán được cả mấy cây. Ngồi tới hứa cái làng đó nè, gồm lá trên rừng chân hết trước, nó là quê mô, phá rừng, phá rụ. Em thì em nghĩ cứ cho hắn bắn một chuyến du học nhà than gì đó là chắc ăn nhịp. Chú Thanh này, chú anh em thân tin, dư bác nói chú với nhá. Thằng con hơi biết nghĩa rồi bảo tụt đi rồi chú ạ. Bọn con đến đứa tuổi như hắn nó mới sang suy nghĩ chính chắn như hắn mô. Mà theo bác ạ, về học là việc muốn đời, nó khí muốn nó thừa cả. Kể cả sau này có mặt công nhân ông dân nữa, người có học còn hơn ba, hơn nhiều ạ. Có trình độ lý luận, dư con đi bảo bọn chí, thì người ta cũng nói coi thương mình được. Con đi chuyển đi được ngoài thôi, chú nói hồi nay á. Đó là cái cuối cùng thôi, chú hay đâu sao thì làm chi nhỏ vậy. Bằng chú Việt Nam ta chứ nói chứ đặng lên đây hoàng hồ đồ chú nọ. Hả công ty lớn ở ngoài đến đầu tư lâu dài, giờ kiếm việc làm dễ lắm. Kể cả tổ chức đoàn thanh niên của huyện Đức Thô ta thì cũng khá lắm chú nọ. Hôm cùng chú trong với ta cơ hội cho thanh niên mà ngay tại quê nha, giờ mà đặc lắm. Thế đó bác nói chắc chắn chứ. Chắc chắn, tôi đọc bảo xem thay sư luật mà. Tại chú có thời gian có đi đi với luật mà, thay ráng biết tin người chắc. Nó nét, được mắt, chú của ta đeo kênh cho cháu tiếp tục bán hồ. Tôi tin cháu thành đạt thôi. Rồi đi như thầy đáng ạ. Dạ được rồi. Bà nói rồi thì em cùng nghe được cái đáp. Nhiều bảo phân tính mà ông thành em hiểu ra rồi kìa nè. Kiểu như thích cửa thật im đi. Em có ơn bác. Ráng tuần thế, con tính sao đi học anh chứ mà. Dạ cháu chưa biết con anh chị cả bà. Thế cứ trước mắt thì cứ vô trân em phủ ra. Xong trắng anh chị tính sao. Ừ, con cố gắng lên. Bác tính con nói ý thích nữa thì cô gây nó phù mình mà. Chú mà gửi lạc quan đi, người ta đem kinh cho giáo dục văn học, tôi chỉ cháu thành công thôi. Hàng xóm láng giềng mình chắc, tôi cũng một cháu hơn ta, hơn thế ta chú mừng ạ. Tuấn, cố học phụt nha con, đức phụ công trai mẹ nha con. Dạ, để con lên bác. Thôi, chắc chú mừng tôi về nha. Bác về nha. Bác ơi, bác về con. Dạ, con chào bác. Thôi được, kêu cháu mình đi học ra. Mình liều kia ta nôi. Học rõ được là tao cho đi học đó. Nhớ nhá. Dạ, con cảm ơn nha. Anh Tuấn. Hà Dương ở trong phòng em nghe chuyện anh hết rồi. Em lo cực, mà em ủng hộ chuyện anh đi học. Để sau này anh vai cho em trốn nghe với. Mà vẫn đi chiếc chiếc với em học toán tì. Ok. Thôi, con chuẩn bị bố mẹ đi học đi. Dạ, rồi con đi học rồi đấy.